Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay giao lưu với cô chú anh chị mình 15 cây sâm núi ha. Sâm trái nha cô chú anh chị. Sâm núi, sâm trái mã này dòng tàn ha. Tàn có sẵn ha, về mình chỉ cần mình bỏ vô chậu mình chơi thôi nha cô chú anh chị. Mấy cây này thì nó đã tỉnh lại rồi ha. Nó ổn định hết rồi. Giao lưu với cô chú anh chị mình. Rồi, mình vô cây đầu tiên luôn. C1 nha cô chú anh chị. Cái cây cái gọng lắc ra khá là đẹp nha. Đế là cũng dữ lắm á cô chú anh chị. Cây này. Cây rất đẹp, tàn kín hết trơn. Rồi thông số luôn. Quảnh đó đây 14. 14 quành. Cao 27. Kính bầu 16. Kính bầu 16. Mã số C1 em xin giao lưu là 750.000. C1 ha. Cây này 750 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là C2. Đó, một cây đổ treo nha cô chú anh chị. Cây này có đế nổi nha nè. Họ có mấy cọng đế bự chà bá nha. Tàn cũng mịn tròn hết rồi nè. Rồi thông số luôn. Em đo ngay đây là 11,5. 11,5 hoành. Chiều dài của nó là 30. Dài 30. Kính bầu 16. Kính bầu 16 nha cô chú anh chị. Mã số C2 em xin giao lưu là 700.000. C2, cây này 700.000 thôi cô chú anh chị ơi. Sâm núi, sâm trái nha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C3. Cây này cái dàn đế quá trời luôn ha. Đế nó nổi lên nè cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Quành em đo ngay đây 12. 12 quành. Chiều dài của nó là 34. Dài 34. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. Mã số C3 em xin giao lưu là 700.000. C3. Cây này 700.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C4. Cây này đế nha. Cô chú anh chị mình thấy đế ha. Đế rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Dáng cũng rất đẹp ha. Cái tàn thì nó yếu xíu rồi. Rồi thông số luôn. Quành em đo ngay đây là 15,5 quành. Dài 29. Dài 29. Kính bầu 16. Kính bầu 16. C4 em xin giao lưu là 700.000. C4 700.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là C5 nha cô chú anh chị. Một cái cây cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái gọng lắc cũng khá là đẹp luôn nha. Tàn tròn đều. Cây này thì khỏi chê luôn. Rồi thông số luôn. Cây này ngoài nhìn đẹp lắm. Quành em đang ngay đây là 14. 14 quành. Cao nó tới đây là 22. Cao 22. Kính bầu 15. Kính bầu 15 nha cô chú anh chị. Mã số C5 em xin giao lưu là 850.000. C5 ha, sâm núi nha cô chú anh chị, dòng sâm trái ha, trái 100% luôn. Cây này 850.000, bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C6 ha. Cây này co lắc quá dữ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thông số luôn. Tàn này là tàn thiên nhiên nha cô chú anh chị. Quành em đó đây 15. 15 quành. Chiều dài của nó 25. Dài 25. Kính bầu nó 15. Kính bầu 15. Mã số C6 xin giao lưu là 700.000. C6, cây này 700.000 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C7. Cây này tàn nó tròn chân nha cô chú anh chị. Đổ treo ha. Rồi thông số luôn. Quành em đo ngay đây là 8. Quành 8. Chiều dài của nó là 30. Dài 30. Kính bầu 16. Kính bầu là 16. Mã số C7 em xin giao lưu là 650.000. C7 nha. Cây này 650.000. Bao ship luôn cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo.
Rồi tiếp theo mã số C8. Ồ, cái cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Giống giống mấy cây bài ha. Cây mà đổ lả lả lê lơi đó cô chú anh chị. Quá đẹp ha, cái gọng lắc cực kỳ đẹp luôn. Cây già nó nu ra ha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 12. 12 hoành. Chiều dài của nó là 33. Dài 33. Kính bầu 16. Kính bầu là 16. C8 em xin giao lưu là 700.000. C8 nha, cây này 700.000 cô chú anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là C9 nha. Cô chú anh chị mình xem cái co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tàn thiên nhiên nha. Cây này đế cũng có đế nè nha cô chú anh chị. À, đế nổi lên nè. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây 16. 16 hoành. Chiều cao nó 25. Cao 25. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. Mã số là C9. C9 em xin giao lưu là 750. À, C9 nha. Cây này 750.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số là C10. Cây cô chú anh chị mình thấy mấy cái co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái lỗ này thì nó bị chày gì á, nhưng mà nó cuốn mép hết liền, mép hết trơn rồi, nó liền hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Nó cuốn liền sẹo rồi nha, chứ không phải là nó còn sẹo nha. À, cuốn liền rồi. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 14. 14 hoành. Chiều dài của nó 26. Dài 26. Kính bầu 15. Kính bầu là 15. C10 em xin giao lưu là 700.000. C10 nha cô chú anh chị. Cây này 700.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C11. Đó, cô chú anh chị mình thấy cái co lắc quá đẹp nha. À, những cái co lắc cực kỳ đẹp. Tàn ấm hết trơn ha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 13. 13 hoành. Chiều dài tới đây là 30. Dài 30. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số C11 em xin giao lưu là 700.000. C11 nha, cây này 700.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C11 nha cô chú anh chị. Ở C12. Ở C12 ha. Co lắc rất đẹp nha. Cái củ khá là to nha cô chú anh chị. Tàn cũng đều ha. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây là 16. 16 hoành. Chiều dài của nó 25. Dài 25. Kính bầu 17. Kính bầu là 17. Mã số C12 em xin giao lưu là 750. C12, cây này 750.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây C13. Đó, cái cây cái co lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đổ mà cô chú anh chị mình thấy ha. Nó chi cành rất đẹp nha. Đó, cây đế nè, cô chú anh chị mình thấy dàn đế lực nha. Rồi, thông số luôn. Hoành đế em đo đây là 22. 22 hoành đế. Hoành thân ngay đây là 13. Thân 13. Dài đế là 20. Dài 20. Kính bầu nó 16. Kính bầu 16. Mã số là C13. Em xin giao lưu là 700.000. C13 nha cô chú anh chị, cây này 700.000 cô chú anh chị ơi, bao ship luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi, tiếp theo C14 nha. À, cô chú anh chị mình xem cây ha. À, củ cũng khá là to. Tàn cũng ok nha. Co lắc đổ treo nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo ngay đây ha là 15. 15 hoành, ngay vị trí đó ha. Dài của nó là 27. Dài 27. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số là C14, xin giao lưu là 750. C14 nha, 750.000, bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo C15, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. Một cây đổ treo nha. Xăm núi xăm trái nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Hoành em đo đây là 11 rưỡi.
11 rưỡi của anh. Dài 25. Kính bầu 16. Mã số là C15, em xin giao lưu là 700 ngàn. C15 cũng là cây cuối cùng của clip ha, 700 ngàn. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, chào cái luôn em ơi. Dạ em cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829 160355.